Rồi hôm nay chúng ta tiếp tục học bài đọc thêm của bài số 21 nha. Duy tủ quang nụng mau sư chẳng. Chữ quang này là dạo chơi. Quang quang hoặc là quang truy quang quang tức là đi dạo chơi ha. Truy quang chie là đi dạo phố. Truy quang quang công viên, truy quang công viên đi dạo công viên. Vậy là nụng mau sư chẳng là chợ nông sản, thị trường nông sản, đi dạo chợ bán nông sản đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học phần từ mới trước nha. Mọi người mở từ mới ra. Chúng ta học từ mới. Rồi, mọi người đọc theo từ mới nha. Từ số 1. Nông mau sư chẳng. Xin quang. Xiao sang, xiao phan. Cu khơ. Tâu chảo ở hoàng qua si hồng sư chi chi tan vây tạo lì ủy sang chê chu sổ. Nông mau sư chàng là thị trường nông sản, thị trường mua bán nông sản, hay còn gọi là gì, chợ nông sản ha. Nũng là nông dân, là nông sản, nũng chàn ha. Còn chữ mau tức là mua bán mậu dịch, mau y sư chàng là cái chợ, là thị trường, ghép lại là chợ nông sản. Sinh quang, từ này là từ hưng thịnh ha. Sinh quang, cái từ quang này tức là làm ăn mua bán tấp nập, là cuộc sống được sung túc, thì người ta dùng chữ quang để hình dung. Quang. Xiao sang xiao phan, từ này là chỉ những người mà mua bán nhỏ ở chợ á, những người bán cửa hàng nhỏ lẻ gọi là xiao xiao sang xiao phan. Một chữ xiao phan thì cũng vậy, hoặc xiao sang tiểu thương đó. Cu khơ là khách hàng, customer là những người mua bán, làm ăn mua bán, thì người ta gọi những người đó là khách hàng, khơ khơ hu. Tâu chảo đậu đũa ha, tâu chảo là đậu đũa. Hoảng qua là dưa leo, dưa chuột, hoặc mình gọi là dưa leo ha. Hoảng qua. Xi hồng sư là cà chua. Chi con gà, tiếng Hán vì là kê. Chi tan là trứng gà. Quay tạo là mùi vị, gia vị. Lì dĩ là con cá chép. Sang dê là thương nghiệp là ngành mua bán. Chu sầu là trợ thủ. Trợ thủ tức là cái người cánh tay trái, cánh tay phải giúp việc ha, đó là trợ thủ, chu sầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học khơ vịnh nha. Rồi mời mọi người đọc theo nha. Quang nụng mau sư chàng. Nụng mau sư chàng. Nhân mệnh sĩ quan giao tha. Tư dấu sư chàng. Quá khứ nông民不许干这，不许干那。现在呢，农民实行了改革，土地承包。人们可以大显身手了，爷爷没事，常来市场逛逛。他说不买东西，心里也痛快。看到里边商品那么丰富，买什么
有什么? Chớ bú phản hình lờ chán của chán mẫn của cha tờ sinh hoang ma. Ta đọc lại câu này nhé. Chớ bú phản hình lờ chán mẫn của cha tờ sinh hoang ma. Chín thèn chư hoán chào phản. Yê yê yêu quang nông mau sư chàng lái lợ. Xào sang xào phan mến, chào chiêu bái hảo lợ, tha mến yao mai tờ tông xì. Lì bèn, cú khơ ý chinh hẳn yông chỉ. Xen trại chân sự tông thèn. Khờ sư sư tráng lì chê yếu hẳn tố xa thèn tờ su chai. Sẵn mơ tàu chảo lạ, hoàng qua lạ, si hồng sư lạ. Yêu sư chí chung. Khan khan mai yu da ba. Yêu cơ chung cơ yang da yu. Na xie huo yu zai chu zi li yu lai yu qu. Chí tha hái yếu mai râu tờ. Mai hùa chi hùa ya tờ. Mai chi tan tờ. Mai hoa sinh qua dở tờ. Mai hờ thảo ta chào ở tờ. Mai sui guo de. Mai xin xian liang shi de. Mai jia ju de. Mai hua er de, deng deng. Zhen shi yi pian fan rong jing xiang. Yê yê gần ý cơ mai yu tờ nông minh thán chỉ lái. Mai yu tờ xua. Wa mân gia chẳng bao lờ ý cơ yàng yu chứ thắng. Chuyện gia chỉ chào than hệ. Xả sang yu miao yi hou. Jing xin quản lý. Hải mải lờ bù sào khơ xuế yàng yu tờ su. Mày nén khờ yi lao chi ba jin, chi ba chen jin yu. Ta đọc lại câu này. Mày nén khờ yi lao chi ba chen jin yu. Chú chi chẳng bao tờ bu phân. Wa mân gia yi nén khờ sâu ru wǔ liu qiān yuán. Ta bù tình tờ suô zhè. Chẳng jìn zài fēng shòu tờ xǐ yuè zhì zhòng.
这时一个戴眼镜的中年妇女来买鱼。他挑了一条活蹦乱跳的大鲤鱼，3斤来重。他说，活鱼虽然贵一点儿，可是味道比死鱼好得多。过去没有自由市场，买活鱼大不容易呢。农贸市场正是社会主义商业的好助手，有了它，人们的生活更加方便了。好，现在我们翻译课文哈，把它读 thêm。逛农贸市场là đi dạo chợ nông sản。农贸市场 chợ nông sản, rấn mấn sĩ quan giao tha. Ta thấy là có chữ tha này là cái từ mà dùng để chỉ sự vật, sự việc hoặc là con vật. Người ta dùng chữ tha này nha, sự việc, sự vật hoặc con vật, à, vật nuôi, động vật đó. Người ta dùng chữ tha đó. Là mình dịch tiếng Hoa, tiếng Việt dịch là nó. Người ta thường, người ta quen gọi nó là chợ tự do, tự do thị trường, tức là cái chợ nông sản á, người ta, người dân có thói quen gọi cái chợ nông sản đó là chợ tự do. À, mình hiểu câu này là vậy. Quá khứ, nông dân bù xì can trợ, bù xì can nạ. Quá khứ là trong quá khứ, người nông dân không được phép làm cái này, không được phép làm cái nọ, làm cái kia. À, còn bây giờ thì sao? Người nông dân, à, nông thôn sau khi thực hiện cải cách, à, sử xính cải cửa, sử xính là cải cửa, tức là sau khi thực hiện cải cách, thủ ti chứng bao là giao khoán ruộng đất, đất đai ha, tức là nhà nước giao khoán ruộng đất cho người dân là làm, là từng hộ là bao nhiêu người được bao nhiêu công đất, bao nhiêu sào đất, bao nhiêu mẫu đất gì đó. Làm xong rồi là đến mùa thu hoạch thì sẽ đóng thuế một khoản tiền đất cho nhà nước. Ngày xưa là vừa giải phóng xong là như vậy đó. Việt Nam cũng học theo giống như Trung Quốc vậy đó. Thời bao cấp đó ha. Rấn mến khởi gì ta xẻn sân sầu lợ. Ta xẻn sân sầu lợ. Tức là người dân có thể chỗ hết tài năng của mình rồi. Dễ dễ mấy sự, à, khi mà ông nội rảnh rỗi không có việc gì cũng thường xuyên đi dạo chợ, đi dạo dạo ở chợ. Ông nói rằng không mua gì trong lòng vẫn vui, trong lòng cũng vui. Bù mải tông gì xin đi dễ thông khoai tức là vui. Nhìn thấy ở bên trong sang phình nam phân phụ, nhìn thấy bên trong chợ là sang phình, tức là hàng hóa phong phú như vậy. Nhìn thấy hàng hóa ở bên trong chợ là phong phú như vậy, à, muốn mua gì thì có cái đó. Điều này, cái câu này là phủ sư ma, nó là câu là chẳng phải hay sao á. Phản diên là động từ, phản ánh cái gì vậy? Phía sau chữ tơ ta có chữ gì? Sinh hoang là hưng thịnh. Như vậy là đây chẳng phải là đã phản ánh sự hưng thịnh của quốc gia chúng ta hay sao? À, dịch vậy ha. Chán mẫn của cha tờ sinh hoang là sự hưng thịnh của quốc gia chúng ta.
Jin ten chu wan chào phan. Hôm nay vừa ăn sáng xong. Chu wan chào phan là ăn sáng xong. Ông nội lại đi dạo chợ nông sản nữa rồi. Tiểu thương từ sớm, cái chữ mẫn tức là các, mình gọi là các tiểu thương từ sớm đã sắp xếp sẵn đồ đạc hàng hóa của mình để chuẩn bị bán. Tha mẫn giao mai là tung si là những sắp xếp những thứ mà họ 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 chuẩn bị để bán á. Bãi hào tức là sắp xếp xong, từ sớm họ đã sắp xếp xong những thứ mà họ chuẩn bị bán. Lǐ biān gū kè yǐ jìng hěn yōng jǐ, bên trong tức là bên trong chợ ha, bên trong khách hàng đã rất là đông đúc, đã rất đông đúc. Bây giờ đang là mùa đông nhưng mà trong chợ trái lại có cái gì nè, rất nhiều gì, rất nhiều các loại rau của mùa hè. Su chai là rau, tung then the su chai, có rất nhiều các loại rau của mùa hè, mùa đông nhưng mà có rau của mùa hè. Sẵn mơ tàu chảo là nào là, mình là nào là đậu đũa, dưa leo, cà chua, có đến mấy chục loại lận, có đến mấy chục loại. Khan khan mai ủy tờ bạ, cái chữ tơ tức là tơ xèo sang ten á, là cái cửa hàng nhỏ tơ này ha. Hãy xem thử cái cửa hàng nhỏ bán cá hay là chỗ bán cá cũng được, hãy xem thử cái chỗ bán cá. Có đủ các loại cá. Na xie huo yu, những con cá còn sống đó đang bơi lội tung tăng ở trong 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 hồ. Hồ đây là hồ mà người ta cái bể để mà bể nhỏ nhỏ để nuôi cá rồi cho thở oxy á. Chữ lì, chữ từ lì tức là cái hồ, cái bể nhỏ, cái hồ nhỏ. Dấu lái dấu truy là bơi, bơi qua bơi lại là bơi tung tăng ở trong cái hồ. Trai chữ từ lì là trạng ngữ chỉ nơi chốn, dấu lái dấu truy là động từ. Vì vậy câu này ta sẽ dịch động từ trước là bơi tung tăng, dấu lái dấu truy là bơi tung tăng ở đâu? Ở trong cái hồ nhỏ. Những con cá còn sống này bơi tung tăng ở trong cái hồ nhỏ. Chỉ tha hải dầu mai rô tợ, cái chữ tơ này là cũng là chỗ, mình gọi là chỗ ha, chỗ bán thịt. Chỉ tha là gì? Tức là cái từ chỉ tha mình hiểu là ngoài ra vậy đó. Ngoài ra thì còn có chỗ bán thịt, cái hàng cái quầy bán thịt thì sao này, là mai hủa chi hủa gia tợ, có chỗ bán gà và vịt tươi sống, tức là còn nguyên con, còn còn biết kêu biết chạy á. Mai chi tan tợ, chỗ bán có chỗ bán trứng gà. Bán chỗ thì bán gì, bán hoa sen, đậu phộng và hạt dưa. Hoa chữa là hạt dưa, bán đậu phộng hạt dưa. Rồi bán hồ đào, táo tàu. Ta chào đây là táo tàu, là loại táo đỏ đỏ mà là người ta được phơi khô rồi mà mang về thông thường là nấu canh, nấu sâm bổ lượng ha. Mai sủi của tợ, chỗ bán trái cây. Rồi có chỗ thì bán hoa tươi, xin sen, à không phải, xin sen lẻng sữa, có chỗ thì bán lương thực tươi. Bán gia truy, đồ đồ dùng gia đình, dụng cụ gia đình. Chỗ thì bán hoa, vân vân. Chân sư ý phen, phán rộng chỉnh sang. Thật là một, ý phen là mình là một lượng từ ha. Một gì? Một cảnh tượng là sao? Phồn vinh. Phán rộng là phồn vinh. Phồn vinh tức là tấp nập, là làm ăn phát đạt, nhiều người mua bán á, là cảnh gọi là phồn vinh. Thật là một cảnh tượng phồn vinh. Dễ dê cân ý cơ mai ủy tạ nũng mịn thản chỉ lại. Ta có chữ cân là giới từ,
Và ta có thán chỉ lái là động từ, thán chỉ lái là trò chuyện. Trò chuyện với một ai đó, cho nên ta dùng chữ cân đứng trước, tức là câu cấu trúc câu này là A cân B cộng với động từ. A là dễ dê, B là gì? Nũng mịn, và động từ là thán chỉ lái. Vậy khi dịch sang tiếng Việt, mình sẽ dịch chủ ngữ, rồi dịch động từ, rồi sau đó mới dịch tên ngữ B. Mình sẽ dịch là gì? Là dịch đối tượng B sau. Dịch là ông nội, bắt đầu ông nội, mình dịch là ông nội trò chuyện với một nông dân bán cá. Ý cơ mai gửi tờ nũng mịn là một người nông dân bán cá. Ông nội trò chuyện với một nông dân bán cá. Đi dạo dạo cái bắt đầu là hỏi thăm ông nông dân đó. Cái mai gỉ tờ, cái chữ tờ là tờ rỉnh á, tức là mai lẽ ra đầy đủ thì viết là gì? Mai gỉ tờ rỉnh sổ. Nhưng mà người ta bỏ chữ rỉnh đi. Dịch là cũng dịch là gì? Người bán cá nói. Wo men cheng wo men jia, nhà chúng tôi cheng bao le yi ge. Nhẫn khoán, cái từ chứng bao là chứng là nhẫn khoán ha. Nhẫn khoán một một hồ nuôi cá, một cái ao nuôi cá. Giàng yu chữ tháng, giàng yu là nuôi cá, chữ tháng là ao hồ. Vậy là ý cơ giàng yu chữ tháng là một cái ao nuôi cá. Nhà chúng tôi nhẫn khoán một cái ao nuôi cá. Chuyển gia chỉ chào than hay, cả nhà dậy sớm và về muộn. Xả sang yu miếu ỉ hậu. Xả sang yu miếu tức là sau khi là thả cá, cá bột, tức là các con nhỏ nhỏ. Ỉ hậu mình sẽ dịch trước. Sau khi thả cá bột, chinh xin quản lý tỉ mỉ. Cái từ là chinh xin tức là tỉ mỉ, rồi hết lòng, hết lòng quản lý, là hay là kỹ lưỡng, quản lý một cách kỹ lưỡng ha. Hải mài là bu sào, còn mua không ít. Không ít cái gì? Su mài, động từ mài, và tân ngữ là tơ su, ta có chữ su. Và sách này là sách gì? Cái cụm từ này sẽ bổ nghĩa cho chữ sách, đó là gì? Khơ xuế giảng dĩ là nuôi cá theo khoa học. Vậy là cái loại sách này là loại sách nuôi cá theo khoa học. Khơ xuế giảng dĩ tờ su, nó là tờ su. Vậy dịch là gì? Còn mua không ít những quyển sách hướng dẫn nuôi cá theo khoa học. Mày nén khớ gì lao, mỗi năm có thể đánh bắt. Chữ lao này là chục vớt, vớt cá lên, nhưng mà mình là bắt, đánh bắt. Mỗi năm có thể vớt được 7-8 ngàn cân cá. Chú truy chẩn bao tờ bu phân là phần, trừ bớt cái phần nhẫn khoán ra, tức là cái phần vốn đó ha, trừ bớt phần nhẫn khoán ra. Wo men jia yi nian ke shou ru wu liu qian yuan, cả nhà chúng tôi một năm có thể thu nhập, sâu rù thu nhập bao nhiêu? 5-6 ngàn đồng, ủ lưu chen yuan, trừ hết vốn còn thu nhập 5-6 ngàn là khá nhiều. Bởi vì cái gia đình này là họ ao là ao hồ của người ta, là nhẫn tức là dạng như là thuê thuê cái hồ nuôi cá, rồi sau đó là tự mình thả cá giống rồi cho ăn, rồi cá lớn là bắt ra ngoài chợ bán luôn, tức là làm từ từ gốc đến ngọn. Nên là lời hết. Tha bu thỉnh tơ xua chơ, anh ta không ngừng nói. Nói không ngừng cũng được, nói anh ta nói không ngừng. Bu thỉnh là không dừng, không ngừng. Tơ xua, bu thỉnh tơ xua. Chẩn Chẩn chinh trai phân sâu tờ xỉ duyê chung. Câu này dịch rồi ha. Chìm đắm hay là chìm ngập, chìm ngập trong cái niềm vui sướng của được mùa. Có nghĩa là nuôi cá được mùa bán có tiền quá, là cứ thế cứ kể vui quá trời vui. Thì cái câu này người ta hình dung là gì? Chìm ngập trong cái niềm vui thu hoạch được mùa.
丰收的喜悦中là niềm vui trong niềm niềm vui bội thu á. Chớ sử ý cái tai dành chinh tờ trung nén phu nị. Ta có cái cụm từ là ý cơ tai dành chinh tờ trung nén phu nị. Từ chính, từ trung tâm chính là sau chữ tơ là từ trung nén phu nị, là người phụ nữ trung niên. Vậy là dịch là gì? Một người phụ nữ trung niên. Mà người phụ nữ trung niên này có đặc điểm gì? Tai yàn chinh là có đeo mắt kính. Vậy dịch là lúc này một người phụ nữ trung niên có đeo mắt kính đến mua cá. Tha thèo lợ. Thèo là lựa chọn ha. Y thèo hổ bưng loan theo là ta lì dí. Y thèo là một con. Một con gì? Cá chép lớn à, nhảy loạn xả. Đấy. Tức là vớt cái con cá chép lên là thả lên bờ nó nhảy tung tăng. Rồi sau đó người ta lấy cái dao người ta bổ một phát vô đầu nó. Rồi nó nằm thẳng giật nằm thẳng ra rồi nó chết tươi luôn. À, sau đó người ta mổ bụng nó, lôi ruột ra đánh vậy. Nó chết thảm thương vậy đó. Tha thẻo lờ cô ấy à, bà ấy vậy là bà ấy trung niên rồi vậy là bà ấy đã lựa chọn một con cá chép lớn nhảy loạn xạ. San chín lại trung san chín lại tức là khoảng 3 cân đổ lại, lại tức là trở về á. San chín lại là khoảng 3 cân đổ lại, tức là người ta nhắm chừng là nó không vượt quá 3 cân cho nên mới có chữ lại. Trung là nặng, vậy là gì? Nặng khoảng 3 cân đổ lại. Bà ấy nói cá còn sống à, mặc dù mắc một chút nhưng mà quay tao bí sử ý hảo tơ tùa, nhưng mà mùi vị tốt hơn cá chết rất nhiều. Ở nhà thầy thì có mua cá các cái thì không bao giờ mua con cá sống. Những cái con đặc biệt là không bao giờ mua cá sông, cá hồ nước ngọt, bởi vì những con cá đó là những con cá nó đa phần còn sống. Nên là ở nhà là cô có ăn cá thì mua về thì cũng chỉ mua những con cá là cá biển. Cá biển thì người ta đã đông lạnh rồi thì đương nhiên là nó cũng phải chết. Nhưng mà đông lạnh rồi nhìn nó đỡ hơn là những con sống, làm chỉ con nào người ta đập đầu người ta giết mổ con đó. Những người mà đập đầu cá nhiều sau này họ cũng sẽ bị cái bệnh là bệnh đau đầu, có thể là bệnh khối u trên đầu, có thể bị tai nạn vỡ đầu chết, chấn thương sọ não, tai nạn giao thông vân vân, rất là nhiều những cái bệnh khác, cái quả báo rất là thảm khốc, thực sự rất là đau. Và vì vậy là cái người mà lựa chọn cá mà ra ngoài chợ mà thấy con nào sống sống thì mình kêu vớt, mặc dù người ta đập đầu đó, nhưng mà mình ăn cái con cá như vậy là mình cũng có tội. Tức là mình ăn con cá như vậy là mình cũng sẽ dễ bị một cái phần nghiệp, là sau này là trong không cần sau này đâu, ngay cả trong đời này là thỉnh thoảng mình vẫn cứ hay bị triệu chứng đau đầu à, rất là kinh. Còn riêng thầy là từ lúc mà biết Phật Pháp, biết nhân quả đến giờ á, là không bao giờ sát sanh và cũng không bao giờ ăn những con như vậy. Cho nên là một chục năm qua là không bao giờ bị đau đầu. Dù có bị bệnh bị thế nào đi nữa là không bao giờ bị đau đầu. Là bởi vì là biết cái nghiệp của nó nên là tránh né và phóng sinh nhiều. Còn những con gà vịt bất cứ con gì mà bảo là còn sống là không bao giờ mua. Mua về thì chỉ có là đem phóng sinh là nuôi chơi vậy thôi. Rồi ta dịch tiếp. Quá khứ mấy dầu tư dầu sư chẳng. Trong quá khứ không có chợ tự do. Mài hổ ủy bú ta rủng y nợ. Mua cá còn sống thật là không dễ chút nào.
Ủ ta đúng gì tức là không dễ chút nào ha. Nóng mau sư chẳng chân sư. À, ta lưu ý câu này câu dài. Tân ngữ nằm sau cùng. Chở nông sản thật là, thực sự là cái gì? Phía sau, chân sư là động từ. Phía sau chữ tơ, đó là chu sầu, là tân ngữ. Vì vậy là sơ huê chủ y, xã hội chủ nghĩa. Sang dê là thương nghiệp của xã hội chủ nghĩa. Rồi nó có chữ tơ, chu sầu là trợ lý của, mình dịch ngược lại là gì? Trợ thủ của thương nghiệp của xã hội chủ nghĩa. Vậy là chợ nông sản thực sự là trợ thủ của thương nghiệp, của ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, của ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Thương nghiệp tức là ngành mua bán đó, của xã hội chủ nghĩa. Có nó rồi, cuộc sống của nhân dân, của người dân hay là cuộc sống của mọi người càng tiện lợi hơn. Cân cha phan pian lợi, càng tiện lợi hơn. Rồi bây giờ chúng ta đã học xong bài văn, bây giờ thì hướng dẫn nhanh về phần giải thích từ ngữ nha. Rồi ta học phần giải thích từ ngữ. Từ đầu tiên đó là từ tràn khai. Tràn khai là triển khai, tiến hành. Tràn khai. Ta xem ví dụ nha. Câu 1. Vệ sinh bình bị hoạt động y tại chuyển sự tràn khai. Nguyên cái cụm từ đó dịch là gì? Hoạt động bình chọn y tế đã được triển khai ở toàn thành phố. À, trai chuyển sự là toàn thành phố, là tràn ngữ. Rồi tràn khai là động từ đứng sau. Triển khai. Triển khai toàn thành phố. Câu 2 là Liang chư chiếu tuệ tràn khai là chỉnh trang là bị sai. Hai đội bóng đã triển khai trận đấu căng thẳng. Chỉnh trang là bị sai, trận đấu căng thẳng. Câu 3. Y chàng chi tông chi liệt. Y chàng chi liệt tờ chinh chân trai bao chữ sang tràn khai lợ. Từ tràn khai này mình có thể dịch là tiến hành hay là đăng, tiến hành, đăng. Một, một gì? Một cuộc tranh luận kịch liệt được triển khai, hay là được triển khai là được tiến hành, được triển khai ở trên gì? Trên trên báo, trên báo, được đăng trên báo cũng được. Pu sử chốc lát, bỗng chốc, thỉnh thoảng. Tức là từ pu sử này là chỉ một cái khoảng thời gian rất là ngắn, và cứ thời gian ngắn ngắn rồi lại lặp lại, người ta dùng được pu sử. Pu sử biểu thị một động tác nào đó được lặp lại nhiều lần, tức là động tác là sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Thời gian thời gian cách ở giữa rất là ngắn, cứ chút xíu là lặp lại, chút xíu là lặp lại. Pu sử. Câu 1. Tha pu sử tơ xiang chơ choang wai wai men khan. Anh ta là bỗng chốc rồi lại nhìn ra hướng cửa sổ bên ngoài xe, cửa sổ bên ngoài xe. Câu 2 là Tha pa ta nu là hổ chơ bu sử tơ khan khan biểu. Anh ấy sợ, lo sợ lỡ lỡ chuyến tàu. Trong phút chốc rồi lại xem đồng hồ. Tức cứ nhìn đồng hồ giết như vậy đó. Câu 3. Hu sư bu sử tơ lại tao bình phản. Y tá trong chốc lát rồi lại đến phòng bệnh. Quan sát bệnh nhân tờ tung trình, quan sát động tĩnh của bệnh nhân. Bệnh nhân tờ tung trình, bậc động tĩnh của bệnh nhân. Pu rán là nếu không thì, nếu không như vậy thì, là dịch vậy ha. Pu rán hoặc còn dịch là có khi còn dùng là giao pu rán. Ý của nó là rú của pu chơ giang, rú của pu chơ giang tờ hoa. Bài pu rán là một liên từ, ý nghĩa của nó là rú của pu chơ giang, là nếu như không phải như vậy. Từ pu rán ha, viết tắt là pu rán. Câu 1. Nǐ yīnggài huǐ jiā kān kān, pu rán jiā lǐ de rén huì bù fāng xìn. Bạn nên về nhà xem thử, nếu không người nhà, người ở nhà sẽ không yên tâm.
Câu 2. Sửa tiền ý chén, giao hoàng hủy chậu, bù rán chú mấy dầu công công chi chơ lợ. Trước, trước 11 giờ phải quay về, hoàng hủy chậu là phải quay về. Nếu không thì, bù rán ha, nếu không thì sẽ không còn xe buýt công cộng nữa. Từ pu rán có khi người ta còn dùng là gì? Giao pu rán hoặc là pu rán tờ hoa. Trong khẩu ngữ người ta còn dùng như vậy. Câu 3. Tha ý tinh dầu sư giao pu rán chơ mơ hoàn hải pu hỏi lại. Anh ấy nhất định có việc, nếu không không về muộn như thế này. Chơ mơ hoàn hải pu hỏi là à, muộn như vậy vẫn chưa về. Nếu không thì muộn như thế mà vẫn chưa về. Câu 4. Thái dạng kể ta ti tai lại là sân mình. Mặt trời đã mang lại sự sống. Cái từ sân mình gì là sự sống? Mang lại sự sống cho trái đất. Ta có chữ kể và tai lại là mang đến, mang cái gì đó cho. Mang sự sống cho trái đất. Ta ti là đất liền, đó, cho đất liền. Nếu không thì vạn vật trên thế giới đều không thể tồn tại. Sinh chuẩn là sinh tồn, tồn tại. Chỉ trong, trong đó. Chỉ trong là ý sư sư, na lì men. Từ chỉ trong có nghĩa là trong đó, ở bên trong, những điều mà đã được nói đến. Câu 1. Tham gia hội nghị của đại biểu có 200 người. Cái chữ tơ, đại biểu là đại biểu. Đại biểu tham gia hội nghị có 200 người. Trong đó phụ nữ phụ nữ đại biểu là đại biểu phụ nữ, trong đó đại biểu phụ nữ chiếm 1/3. San phân chữ y. Ta lưu ý là bao nhiêu phần trăm á là tiếng Hoa với tiếng Việt đọc ngược lại. Ví dụ san phân chư y, san phân chư y là mình dịch sang tiếng Việt là gì? 1/3. Câu 2. Hoa lúa cân trai su xuế phang men dấu xủy tô xin tờ pha xèn. Hoa la căn có rất là nhiều những cái phát hiện mới trong lĩnh vực toán học. Trong đó có không ít là đã được dùng trong sản xuất. Câu 3. Si yên tuy sân thì mấy dấu hào chu. Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Không có lợi cho sức khỏe mấy dấu hào chu. Tuy sân thì mấy hào chu không có lợi cho sức khỏe. Trong đó, chỉ trong ta tao lì, dịch ngược lại là gì? Đạo lý trong đó, ta cha tô hình chinh chủ. Cái đạo lý trong đó thì mọi người đều rõ cả rồi. Sơ sàng, thiết nghĩ rằng, tiếng Việt mình hay gì là thiết nghĩ, thiết tưởng, thiết nghĩ rằng, chữ thiết tức là nghĩ rằng, tưởng rằng, toan tính, suy tính ha. Câu 1. 我有一个设想, 在我们这里建一座公园, tôi có một ý tưởng xây dựng một công viên ở chỗ của chúng ta. Câu 2. Tha tờ sơ sàng hẳn dầu tao lì. Cái cách nghĩ của anh ấy rất có lý. Cái sơ sàng ở ví dụ 1-2 ta học là nó là danh từ ha, cách nghĩ, cái lối suy nghĩ, cái ý tưởng, ý nghĩ, đó là danh từ. Còn phần ví dụ 3-4 này thì chữ sơ sàng nó được dùng như là động từ. Động từ là nghĩ, suy nghĩ. Wǒ měn yīng gài kǎo lì dào jiāng lái. Chúng ta nên suy nghĩ đến tương lai. Chữ kǎo lì tức là suy nghĩ đến tương lai. Wěi hái zǐ měn tě shè xiǎng. Hãy nghĩ cho con em. Hái zǐ měn là con em. Wěi hái zǐ měn shè xiǎng tức là hãy suy nghĩ, hãy nghĩ cho con em. Tức là suy nghĩ nhiều hơn cho con em chúng ta. Câu 4. Tha shè xiǎng tě zhè yī qiè bù yí dìng nèng shí xiàn.
sơ sàng là chơi ý chê là tất cả những gì anh ấy suy nghĩ. Sơ sàng là nghĩ, tha sơ sàng là anh ấy suy nghĩ. Tơ ý chê là tất cả những gì anh ấy suy nghĩ đều chưa chắc là thực hiện được. Bú ý tiên nâng sử sen chưa chắc đã thực hiện được. Bú ý tiên mình gì là gì? Chưa chắc. Bài tiếp theo là chèn chữ. Chèn chữ là quả thật, là quả thật. Phó từ chèn chữ có nghĩa là hoàn toàn như vậy. Mang khẩu khí thổi phồng. Mang khẩu khí thổi phồng. Ta xem ví dụ 1. Xia thiên thiên chi rơ ta chèn chữ xoay bù cháo chào. Thời tiết vào mùa hè nóng đến nỗi quá thật là ngủ không được. Nó nóng quá không thể ngủ được luôn á. Chèn chữ xoay bù cháo quá thật là ngủ không được. Câu 2. Tha hoa tờ xạ. Con tôm mà ông ấy vẽ. Chèn chữ sang chân tờ ý giang. Quá thật là giống như thật vậy. Quá thật là giống y như thật vậy. Câu 3. Ý cơ than hoan là 3 nền tờ bình rẫn. Ta thấy là phần đầu là ý cửa là một lưỡng từ rồi. Phía đằng sau chữ tơ là bình rẫn. Bình rẫn mới là từ trung tâm, từ ý chính đó. Vậy mình dịch là một người bệnh nhân đã bị liệt 8 năm rồi. Dâu chan lờ chỉ lại có thể đứng dậy được. Chèn chữ sư cơ chỉ chi. Thực sự là một kỳ tích. Câu 4. Tha tờ hoa chèn chữ răng rỡn. Bù nẫn lý trịa. Lời nói của anh ấy thực sự khiến cho người ta không thể hiểu được. Bù nẫn lý trịa. Cui là cố ý, cố tình. Phó từ cui có nghĩa là biết rõ không nên làm như vậy mà vẫn cứ làm. Ví dụ 1. Tha chào chú chư tao là khờ sư cui xô phu chư tao. Từ sớm anh ấy đã biết rồi nhưng mà cố ý nói là không biết. Câu 2. Tha cui ta sân xô. Hào răng châu ủy tờ rẫn tâu thinh chèn. Anh ấy cố ý nói lớn tiếng. Ta sân xua là nói lớn tiếng. Hào răng là để cho châu ủy tờ rẫn là những người xung quanh đều nghe thấy. Tâu thinh chèn. Câu 3. Châu ủy sáng chào chi huệ vây ủy nán chu cờ lạng. Chiêu cu y xua chê sảo cung chèn. Chu Yu muốn tìm cơ hội làm khó Gia Cát Lượng liền cố ý nói rằng thiếu cung tên. Câu 4. Tha bù sư cu y chữ tao tờ. Xin lỗi. Tôi không phải cố ý đến trễ. Mấy chu si là không có triển vọng, không có tiền đồ. Hay là mình còn gọi là không ra gì cả. Tức là một từ bèn y chữ là một từ ý xấu, có sự chê bai. Là mấy chu si. Từ trái nghĩa là gì? Dầu chu si, có triển vọng, dầu chu si. Mấy chu si là không có triển vọng, không có tương lai, không ra gì cả. Ví dụ 1 ha. Sử chi ba suy tờ rấn lợ. Sẵn mơ dễ bú huệ. Chân mấy chu si. Người đã 17, 17, 18 tuổi rồi. Cái gì cũng không biết. Thật chẳng ra làm sao. Thật chẳng ra gì. Thật là không có triển vọng. Thật chẳng có. Chẳng ra gì cả. Chê ý chê bai vậy đó. Câu 2. Chân mấy chu si. Ní chấn mơ bà ta cha tờ tông si tâu chư là. Thật chẳng ra làm sao. Thật chẳng ra gì. Sao bạn lại ăn đồ của người ta rồi. Bà ta cha tờ tông si tâu chư là. Đã ăn hết đồ của mọi người rồi. Ví dụ 3.
这个孩子很懂事，长大了一定有出息。 Đứa trẻ này rất hiểu chuyện. Chàng ta là gì là sau khi trưởng thành rồi nhất định rất có triển vọng, rất có tiền đồ. Y vây sân chẳng, đó là chẳng ha. Ngụ ý sâu sắc, sâu xa. Ví dụ 1. Lào rấn tờ hoa xoay rãn bu tô, chê y vây sân chẳng. Lời nói của người già mặc dù không nhiều, trái lại ngụ ý sâu xa, ý rất là sâu sắc, sâu xa. Câu 2 là Ai Po Sư Thản Y Vây Sân Chẳng Ta Suo. Ai Po Sư Thản nói một cách sâu xa, Wo Shi Zhong Guo Ren, tôi là người Trung Quốc, Zhong Guo Jiu Shi Wo De Jia, Trung Quốc chính là nhà của tôi. Rồi, chúng ta cũng đã học xong, kết thúc bài học này. Rồi mọi người hãy cố gắng học cho thật là tốt nha. Thật là tốt từng bài một. Khi nào rảnh thì cái phần thầy sẽ ghi hình tiếp bài 22. Nhưng mà có ghi hình tiếp vậy thì tóm ngắn gọn video lại thôi, hướng dẫn ngắn gọn lại. Và cái phần giải thích từ ngữ chắc có lẽ là sẽ bỏ qua, chỉ dạy phần bài học thôi. Còn ai đăng ký học HK5 thì liên hệ với thầy nhé, đăng ký sớm để còn thứ tư này chúng ta bắt đầu học về HK5. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha. Rồi, sẽ sớm anh trai chàng.